Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn Cơm Khoai Nói Chuyện Quốc Tế tối thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2023. Vâng, cứ đến tầm nó đầu đông quý vị ạ. Thì mình đọc cái tiêu đề của mình lên mình lại nhớ tới những ngày xưa mùa đông ấy. Nhạc hiệu chương trình của Đài Phát Thanh Việt Nam, đúng không ạ? thì những cái nhạc ngày xưa nó toàn phối từ nhạc nhạc cụ mà nó rất đơn giản thôi nghe nhưng mà nó rất là thấm đúng không ạ chúng ta nhớ những cái nhạc uh, kể chuyện cảnh giác này rồi là trang văn nghệ chủ nhật đọc truyện đêm khuya vân vân nghe nó đi vào lòng người và không thể nào quên được bây giờ thì nhạc rõ ràng nó phối từ những cái loại siêu nhạc cụ gì đấy nhưng mà mình không cảm thấy nó nó lắng động vào tâm hồn mấy Dạo này chúng tôi lên muộn quý vị ạ Và cái giọng khá thều thào Bởi vì một ngày gọi là chúng ta gọi là quất 3 tiếng ấy, Cộng với lại quất bên ngoài thêm tí nữa Thành thử ra là đến tầm này là, là hơi nó cũng hụt hết rồi Cho nên nó thều thào quý vị thông cảm cho chúng tôi trước nhé Nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng để mà đưa ra những âm thanh nó ngọt ngào nhất có thể Dựa trên cái khả năng thều thào để quý vị không bị mất ngủ vâng mở đầu chương trình thì uh, trong hai bản tin ban ngày về cuộc chiến ukraine chúng tôi cũng đã không đưa được các thông tin liên quan tới cuộc chiến trung đông cho nên chúng tôi sẽ lướt qua xem có cái gì uh, nó đáng lưu ý để quý vị nắm được tình hình chúng tôi sẽ bỏ qua những yếu tố chiến địa không cần thiết để đi vào những yếu tố chính sự vâng nhưng mà trên chiến địa thì lướt qua như thế này chúng ta cũng thấy rằng là so với ngày hôm qua thì nó cũng uh, mỗi thứ lấn thêm một tí đúng không ạ còn ở um, cái diễn biến ngày hôm nay ấy, thì tôi thấy có một cái việc là Israel họ tấn công đánh bom vào cái trụ sở của bộ xây dựng và thứ hai nữa là họ đánh chiếm được cái um, mình gọi như kiểu cái nhà quốc hội của uh, của, của của Hamas ấy. đấy và họ chụp ảnh cái đấy thì về biểu tượng thì nó cũng như kiểu là một biểu tượng đánh chiếm đấy. Đúng không ạ? Gọi là chiếm đóng được cái trụ sở của kẻ địch. Sau đó thì Israel họ đăng video lên để quảng cáo. Thế còn cái vụ tấn công vào cái trụ sở của bộ xây dựng ấy thì bị các nước khác lên án. Và một ngày nữa trôi qua Israel ngày hôm nay thì họ bị phục kích rất nhiều. Rất nhiều nơi và tổn thất rất nhiều trong ngày hôm nay. Cũng như họ cũng tấn công vào một loạt những cái khu vực dân sự mà cũng có những đợt mà chết mấy chục người một lúc. Nhưng mà những cái đấy thì tôi nghĩ rằng là nó cũng giống như những ngày trước rồi, đúng không ạ? Nó không có cái gì đáng để mà chúng ta đi quá sâu. Như vậy chiến trường thì nó vẫn khốc liệt như thế. À, đáng chú ý là khu vực phía Bắc thì hai bên đã triển khai thêm các cái um, cường độ tấn công, giao tranh, quy mô rồi chiều sâu vân vân ở khu vực này nhưng mà vẫn chưa có những hành động mang tính chất là tuyên chiến. Nhiều người vẫn nghi rằng là bản thân các cánh quân của cánh quân kháng chiến họ cũng chưa xuất đầu lộ diện bởi vì họ còn xem là Israel sẽ định xử lý như thế nào với lại quân Hamas. Nhiều người cho biết rằng là các cánh quân này có thể sẽ tung đòn nếu như mà Hamas cái cái chiến dịch của Uh, Israel ở cái khu vực Gaza nó đi vào giai đoạn cuối Có nghĩa là lúc bấy giờ Hamas đã yếu Đấy, đã suy yếu Và có khả năng quân Israel cũng suy yếu Thì lúc bấy giờ họ mới ra tay Tuy nhiên thì um, theo cái cảm nhận thôi Cảm nhận của tôi về cánh quân kháng chiến thì chúng ta không biết Bởi vì tinh thần của họ lúc nào cũng cao nhưng mà có một cái yếu tố là các nước ả rập khác đúng không ạ thì thực sự là họ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung hay nói đúng hơn rằng là họ ưu tiên cái vấn đề lợi ích kinh tế xã hội của đất nước họ hơn cái việc giải quyết cái vấn đề của người palestine và trong đó thì chúng ta cũng biết là có rất nhiều những cái gọi là cái ma trận đúng không ạ, trong các mối quan hệ, quan hệ của chính họ với những người Palestine, Ả Rập nữa, vân vân và quan hệ của họ với lại người Israel. Cho nên là họ vẫn chưa tìm được một cái tiếng nói chung. Quan điểm của các nước này thì là cách tiếp cận nó trung dung, trung lập. Còn quan điểm của cái quân kháng chiến là nó rất là dữ dội, bạo lực đấy. Cho nên nhìn qua chúng ta thấy vẫn chưa có một cái cửa nào À, trong cái cuộc chiến này để người ta đoàn kết để có thể giải quyết được chứ chúng ta chưa nói về việc chống Israel hay không nhưng mà để chỉ để đoàn kết để gây một cái sức ép đồng bộ thôi Đấy, chỉ ví dụ như là vấn đề cấm vận chẳng hạn đúng không thì những cái nước này họ cũng không dám làm thổ nhĩ kỳ thì một mình họ đơn phương họ làm thì cũng không giải quyết được vấn đề gì à, một trong yếu tố quan trọng nhất đó là chính chính phủ của Palestine ở bờ tây thì họ cũng khá bàng qua phải nói thật rằng họ khá bằng quang với lại những người anh em của họ ở Gaza. Cho nên cái việc đấy nó cũng dẫn tới việc là bây giờ chính anh em của các ông còn bằng quang như thế. Thì làm sao mà chúng tôi là người ngoài thì chúng tôi lại có thể tỏ ra sốt sáng được. Đấy, tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái yếu tố. Nhưng mà nó không phải yếu tố quyết định. Nó chỉ là yếu tố để người ta lấy cớ thôi. Đấy, một cái cớ rất là tuyệt vời. Nhưng cơ bản là các cường quốc trong khu vực họ thực sự chưa Uh, tùng hết những cái uh, nguồn tài nguyên ra để giải quyết cuộc chiến này họ cũng muốn nhưng rõ ràng nếu họ đi quá có thể họ sẽ bị ảnh hưởng quyền lợi như hôm qua thì ông Netanyahu ông nói rằng nếu các ông mà muốn giữ những quyền lợi hiện có thì những ông Ả Rập nghe đây các ông hãy ngậm mồm lại đấy nói thẳng như thế luôn và Israel người Mỹ biết rất rõ cái sự chia rẽ trong khối Ả Rập và rất thông minh để khai thác cái sự chia rẽ đó, các mắt xích rất yếu đó. Quý vị công nhận không ạ? Đấy, chỉ còn lại họ sợ nhất ấy, là họ sợ cái liên minh kháng chiến mà thôi. Và bây giờ rõ ràng họ đang điều rất nhiều quân đến địa Trung Hải và khu vực uh, biên giới phía Bắc, phía Đông để mà chuẩn bị đối phó với những cánh quân này trong trường hợp có biến vâng như vậy là tình hình chung thì nó như thế chúng tôi đến với một vài các cái um, gọi là các thông tin nó đáng lưu ý tới khu vực này mang tính chất chính trị nhiều hơn chiến trận để chúng ta nắm được cái tình hình chung không khí toàn cầu và chúng tôi sẽ đi nhanh để chúng ta không đắm chìm vào cái uh, gọi là cái biển lửa biển máu ở trung đông hôm nay thì uh, tổ chức uh, nhân quyền thế giới họ cũng uh, yêu cầu các cái nước phương tây À, lên án và tìm cách để mà đưa Israel ra cái um, tòa án quốc tế vì đã phạm tội ác chiến tranh. Vâng, tổ chức nhân quyền rồi quý vị nhé, chứ không phải là ICC mà chúng ta hay nhắc tới. Tổ chức nhân quyền đã hối thúc người Mỹ, Anh và các quốc gia phương Tây ngừng viện trợ vũ khí cho Israel, đồng thời gây sức ép để Israel khôi phục lại tất cả những cái nguồn tiếp tế về điện nước, lương thực cũng như là năng lượng cho khu vực Gaza. Tổ chức này cho biết là những hành động tấn công lặp đi lặp lại và cố tình vi phạm luật pháp liên quan tới những cái cơ sở y tế, nhân sự y tế, những cái phương tiện giao thông của vấn của lĩnh vực y tế và tàn phá các cơ sở hệ thống chăm sóc sức khỏe ở giải Gaza có thể được coi như là một cái tội ác chiến tranh. Kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ thì đã có tới 34 bệnh viện đã ngừng hoạt động do các cuộc tấn công của Israel cướp đi mạng sống của hàng trăm người. Ngày hôm nay thì một trong những cuộc khảo sát ở Israel đã cho một cái thông số khá sốc liên quan tới tỷ lệ tín nhiệm của ông Netanyahu đã gần như là chạm đáy chỉ có dưới 4% người Do Thái Israel tín nhiệm cái những nguồn thông tin của ông Netanyahu công bố. Trước khi cuộc xung đột bùng nổ thì uh, có thể nói rằng là đa phần uh, người Israel có tới 74% phần trăm là người ta ống người ta tín nhiệm ông Netanyahu. Uh, tuy nhiên đến thời điểm này thì nó chỉ còn có khoảng độ giữa 3% và 4% thôi, tức là nó mất tới 70% và đây thì nó tín nhiệm là tín nhiệm liên quan tới những cái sự trung thực à, những cái độ đáng tin cậy của những lời của ông Netanyahu đấy như vậy rõ ràng thì à, người dân không tin vào người lãnh đạo của mình đúng không ạ tin thôi chứ chưa nói về cái chuyện là tin cậy có nghĩa là chính phủ của ông ấy và ông ấy hay nói dối và lần này thì ông ấy nói dối rất nhiều cho nên người dân người ta đã mất tới 70% cái sự tin cậy và cái lời nói của cái vị tổng thống uh, vị lãnh đạo của mình. Tôi nghĩ là thế giới chắc cũng chỉ có Netanyahu thì mới có thể đánh mất được 70% cái sự tin tưởng và lời nói đúng không ạ? Độ tin cậy và lời nói. Hôm nay thì Bộ trưởng Tài chính Israel cũng đưa ra một cái tuyên bố có thể nói rất gây sốc là Israel sẽ khuyến khích việc di cư người gaza tới các nước thứ ba như là một cái giải pháp liên quan tới vấn đề nhân đạo vâng bây giờ dường như là chính phủ đó họ cũng phát điên liên quan tới những cái mục đích là làm sao đó tống cổ được những cái người dân gaza ra khỏi chính cái mảnh đất mảnh đất cha ông của họ đúng không ạ hành động nó quá rõ ràng rồi hôm nay thì một nghị sĩ của châu Âu, bà Claire Daly đã có một cái bài phát biểu liên quan tới vấn đề Israel. Suốt một tháng qua, tôi cảm thấy rất khó khăn để có thể tưởng tượng ra bất cứ một người nào đó, những chính khách ở châu Âu quan tâm tới cái ý kiến của người dân chúng ta. Những tuần lễ qua, hàng tỷ người trên thế giới đã chứng kiến và ủng hộ người Israel, những người bạn của chúng ta, mà chúng ta thường gọi đó là một cái nền dân chủ chỉ những ngày qua thì nền dân chủ vừa qua đã có thể nói rằng là khiến cho hàng triệu người Palestine sống ở giải Gaza dưới cảnh màn trời chiếu đất, trở thành nạn nhân của những hành động phi nhân tính, bạo lực, tàn nhẫn, man dợ bởi những lực lượng có vũ trang. Đây là những thứ mà chúng ta gọi là nền dân chủ duy nhất ở Trung Đông hay sao? Điều đó đã qua mất rồi. Sau những sự kiện này xảy ra, đừng hy vọng bất cứ một người nào ở trên mảnh đất của chúng ta coi trọng những chính khách như chúng ta một lần nữa. Vâng và thật là đáng tiếc đúng không ạ? Người châu Âu, các chính sách châu Âu thì tất nhiên là cũng vào hùa với Mỹ thôi, họ cũng không thể hành động khác được. Nhưng mà một cái điều quan trọng là gì? Là Israel họ cũng không quan tâm tới ý kiến của ý cò của chính khách của châu Âu đúng không ạ? Thậm chí hòn mắng cho thẳng vào mặt kể cả là người Ấn Độ cũng thế thôi cũng rất là hóng Israel nhưng mà Israel thì họ còn không quan tâm họ cũng còn chửi cho luôn sau cái lần chúng tôi nói với quý vị về ý kiến người Ấn Độ thì những hôm sau đó còn rất nhiều những cái bài viết của những người Israel trên mạng để người ta bài xích người Ấn Độ còn ghê hơn thế nữa Rõ ràng là như trong bài viết ngày hôm qua của chúng tôi chỉ có mỗi vấn đề Israel người ta quan tâm. Đúng ạ, người ta quan tâm là người dân Mỹ đang nghĩ gì, và họ còn kiểm soát được bộ máy truyền thông, bộ máy lập pháp và bộ máy hành pháp ở Mỹ nữa hay không. Cho nên một quý vị khán giả của chúng tôi đặt ra một câu hỏi nhưng mà anh ấy thực sự anh đã trả lời cho câu hỏi của mình. Anh ấy hỏi rằng là như cách trình bày của Phan Sơn thì hình như là chúng ta hay nhầm lẫn với việc là Mỹ kiểm soát Israel hay thực sự là Israel kiểm soát người Mỹ. Đúng không quý vị? Rất có khả năng như là anh nói là đúng. Vâng, và về phía đồng minh của Hezbollah, tức là Iran, thì xung quanh các vấn đề liên quan tới Iran, Iraq, Syria, thì hôm nay các căn cứ quân sự của Mỹ cộng với giếng dầu của Iraq chiếm đóng ở Syri, thì cũng vẫn tiếp tục bị tấn công, tuy là hôm nay thì không có những cái thương vong và cái tổn thất lớn như ngày hôm qua. Và chúng ta cũng chưa thấy cái đòn đáp trả nào một cách nó mạnh tay như là cái cách Mỹ thường làm lần này trong cái đợt tấn công ngày hôm qua mà khiến 4 năm binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Về phần mình thì Iran cho biết trong những ngày vừa qua họ cũng bị người Mỹ dọa rất nhiều à, và họ cũng nhận được rất nhiều những cái lời thỉnh cầu, à, có thể nói rằng là lời gọi là cầu xin của phía Mỹ. Lúc thì họ dọa và lúc thì họ xin là không để cho cuộc xung đột nó leo thang. Nhưng mà người đứng đầu, người chỉ huy cao cấp của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết là đất nước chúng ta đang ở đỉnh cao của quyền lực và chúng ta không thể bị dọa dẫm bởi vì người Mỹ. Đây là cuộc xung đột ở Gaza, là khu vực Trung Đông và Tehran đang rất sẵn sàng để đón nhận bất cứ một cái sự kiện nào Ông chia sẻ rằng những ngày qua thì Washington đã liên hệ với Tehran vài lần để tìm kiếm uh, những cái thỏa hiệp của uh, phía Iran không để cuộc xung đột leo thang. Còn về phần mình ở nước Mỹ thì uh, dường như đang diễn ra một trong những cái sự hỗn loạn của bộ quốc phòng ở uh, bộ ngoại giao của nước này liên quan tới những chính sách về tuyên truyền thông tin sai lạc về cuộc chiến ở giải Gaza. Trong biên bản ghi nhớ của hơn 100 nhân viên à, Bộ Ngoại giao và cơ quan USS đã cáo buộc chính phủ của ông Biden đã tuyên truyền thông tin sai lệch về cuộc khủng hoảng. Đồng thời, bản ghi nhớ cũng gợi ý rằng người Mỹ đang đồng lõa trong cái tội ác diệt chủng. Cũng như thể hiện một cái sự gọi là miễn cưỡng trong việc là giảm căng thẳng, giảm leo thang trong cái cuộc xung đột trong khi Israel đang tiến hành những cuộc tấn công có thể nói man dợ vào cái khu vực lãnh thổ Hamas bị bao vây. Nhìn chung thì bản báo cáo gợi ý rằng là Washington thậm chí trước ngày 7 tháng 10 đã thể hiện một cái sự một cái tầm nhìn chiến lược và đầy cái sự mạo hiểm trong việc xử lý cái cuộc xung đột của Palestine và Israel. Nhìn chung thì tài liệu trên cho thấy là có một cái sự bất mãn liên quan tới cách xử lý vấn đề của cả Bộ Ngoại giao cũng như là chính phủ của ông Biden liên quan đến cuộc khủng hoảng nói trên. Và nhìn chung là liên quan đến cuộc khủng hoảng này thì cũng không phải là vấn đề duy nhất. À, chúng ta thấy là từ thời ông Joe Biden, ông lên làm Tổng thống thì um, bao nhiêu? Đã hơn 2 năm. Bây giờ chúng ta thử nhìn lại xem hơn 2 năm vừa qua thì chuyện gì đã xảy ra đúng với với lại người Mỹ. Thứ nhất, chúng ta có thể nhìn thấy rằng là trong một cái um, bình chọn của uh, cơ quan um, tài chính Michigan Ross thì chỉ có 14% người Mỹ được hỏi cho rằng tình hình tài chính của họ đã được cải thiện sau thời của ông Joe Biden trong khi có tới 65% được hỏi cho rằng đã cắt tất cả những khoản chi tiêu không quá cần thiết và 52% đã thừa nhận rằng họ buộc phải giảm chi tiêu liên quan tới những cái đồ thức ăn, thực phẩm và những đồ thiết yếu hàng ngày. Và như vậy chỉ có 4, 14% được cho là đã cải thiện cuộc sống. Cũng chỉ có 2 năm trước thôi. 2 năm trước quý vị để ý thì tổng mức nợ của người Mỹ mức lãi suất trả nợ của người Mỹ hàng năm chỉ là 450 tỷ đô hai năm trước bây giờ thì nó đã tăng tới 128% và nó lên tới mức 1.000 tỷ chỉ dành để trả nợ chỉ trong vòng 2 năm từ thời của ông Joe Biden lên đúng ạ chúng ta thấy nó có một cái sự rất là tương quan giữa cái thời điểm mà ông Biden ông lên nhiệm kỳ của ông ấy, đúng ạ, cộng với những cái sự gọi là có thể nói một cái sự một cái sự trượt dốc của người Mỹ của nền kinh tế Mỹ, của xã hội Mỹ nói chung đúng ạ, đây là một cái điều mà nó rất rõ quý vị đừng nói rằng là tôi cố moi ra nhá những cái như thế này thì không thể nào mà nó đảo một cái người mà bàng quang nhất, đúng ạ, nhìn một cái đường góc như này của chính người Mỹ đưa ra thì chúng ta phải nhận thấy đấy là một vấn đề từ năm 2020 nợ của Mỹ tăng từ 10.000 tỷ, bây giờ nó đạt tới bao nhiêu? Chỉ có 2 năm, hơn 2 năm. Bây giờ nó là 33.000 tỷ và năm sau nó sẽ đạt 35.000 tỷ. Như vậy là thời của ông Joe Biden nó đã tăng tới không biết bao nhiêu lần. Nào. Một vị tổng thống mà khi nhiệm kỳ của ông ấy vào được 2 năm thì nợ quốc gia tăng lên 2 uh, tăng lên 10.000 tỷ cộng với lại lãi suất để trả nợ tăng lên 128% 28%. Bây giờ lên tới mức 1.000 tỷ tương đương với hơn cả cái ngân sách quốc phòng và 20% thuế của quốc gia chỉ để trả nợ lãi suất thôi. Như vậy thì chính phủ đấy nó có vấn đề không quý vị? Trong vòng 12 năm uh, tháng tới, 12 tháng tới thì người Mỹ phải thanh toán tất cả những trái phiếu chính phủ, trái phiếu kho bạc trị giá 8,2 nghìn tỷ đô. 8,2 nghìn tỷ đô. 8,2 nghìn tỷ đô cộng với lại năm sau, người Mỹ ít nhất sẽ thâm hụt cán quân thanh toán hơn 2 nghìn tỷ đô nữa. Có nghĩa rằng họ sẽ phải kiếm đâu ra đấy một khoản tiền khoảng độ 11 nghìn tỷ đô la năm sau có nghĩa chúng ta sẽ chứng kiến một cái trận huy động trái phiếu để bán nợ một cách điên cuồng với lại cái lãi suất gọi là trên trời đúng không ạ đấy ông nào có tiền thì đầu tư năm sau vào thị trường nợ của mỹ lãi suất chắc chắn sẽ cực cao và đấy là tất cả những thông tin này chúng tôi chưa đưa vào một cái giả thuyết là có khả năng năm 2024 nền kinh tế Mỹ có thể sẽ bị rơi vào suy thoái. Mà nếu như thế thì những cái chỉ số chúng tôi vừa nói nó có tệ tệ hơn rất nhiều, bởi vì lúc suy thoái rồi thì cái thâm hụt thương mại đúng không ạ, thâm hụt chi tiêu các thứ thấu chi nó còn kinh khủng hơn rất nhiều. Vâng nhưng mà rồi quý vị sẽ thấy trong thời gian tới sẽ tiếp tục viện trợ chiến tranh hàng trăm tỷ đô la nữa, đúng không ạ? Một cách rất là gọi là sự đầu tư tốt nhất, đúng không ạ? Sự đầu tư hợp lý nhất. Nếu như chúng ta đấy là vấn đề về con số thôi. Con số chúng tôi có rất nhiều để nói với quý vị trong suốt thời gian vừa qua. À, kể cả các vấn đề liên quan đến mua nhà, mua xe đúng không ạ? Nợ dân nợ tín dụng, nợ sinh viên, nợ nhà, nợ xe. Bây giờ những cái người Mỹ thì à, người ta phải thu nhập trên 100.000 đô la à, thì người ta mới có thể mua được nhà. Và cái độ tuổi ấy và cái số lượng tiền ấy nó đã cao một cách rất đáng kể ví dụ như chẳng hạn như là bây giờ một cái người người Mỹ ấy, thông thường người ta phải tầm ba mấy bốn mươi người ta mới mua được cái nhà đấy thế còn cách đây khoảng độ hai mươi năm thì cái độ tuổi đấy nó chỉ tầm hai mấy thôi có nghĩa rằng bây giờ người ta phải làm hơn xa hơn rất nhiều thì người ta mới mới mua được cái nhà Đấy. quý vị để ý không đúng không ạ và nó đều lên một cái dốc ở những cái hai năm cuối cùng của cái thời ông Joe Biden này và nếu mà chúng ta có thể để ý một điều là trong thời của ông Biden thì người Mỹ đã rút khỏi Afghanistan, đúng không ạ? Và rồi cuộc chiến Ukraine bùng nổ, cuộc chiến Trung Đông bùng nổ. Như vậy thì rõ ràng những cái gì ban đầu, ban đầu chúng ta bắt đầu câu chuyện về người Mỹ. Khi mà hơn 100 cái người nhân viên trong Bộ Ngoại giao đúng không ạ? Và cơ quan hỗ trợ Mỹ, họ nói rằng chính phủ của Mỹ và Bộ Ngoại giao có vấn đề nếu mà họ biết những thông tin chúng tôi vừa nói thì đấy không phải là vấn đề nữa, đúng không ạ? Đó là một cái sự điên rồ. Một tổng thống 80 tuổi lên cầm quyền mà thế nào nước Mỹ lại có thể chi tiêu thêm được 10.000 tỷ đô la? Thật là khó hiểu. Quá tưởng tượng, khó khó tưởng tượng. Đáng nhẽ người già lên thì người ta phải tiêu tiền ít đi chứ quý vị nhỉ? Chứ làm gì có chuyện già là phải tiêu tiền nhiều đi. Chúng tôi thấy là mỗi năm về già thì tiêu còn ít hơn năm trước rất nhiều. Thế mà không hiểu là ông Biden ông tiêu tiền kiểu gì. Như vậy là một lần nữa chúng ta có thể khẳng định rằng những người như ông Biden là một trong những ứng cử viên hoàn hảo cho những người ở thế giới ngầm. Vâng, và, và như vậy là phái đoàn của các nước đã chuẩn bị uh, gặp nhau ở San Francisco để tiến hành hội nghị thượng đỉnh APEC. Sự kiện quan trọng hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương tuy nhiên lần này thì uh, dường như là uh, những nhà quan sát và cộng đồng thế giới cũng cóc quan tâm đúng không ạ tới vấn đề apec mấy bởi vì có hai cuộc chiến gọi là chết tiệt đang diễn ra ở trên thế giới nhưng người ta lại rất quan trọng người ta lại rất quan tâm tới mỗi một cái vấn đề đó là cái cuộc gặp của ông tập cận bình và ông joe biden thì lần này nó đại diện cho cái vấn đề gì giữa cái bối cảnh là căng thẳng của hai nước nó cũng gia tăng đúng không ạ và nó phức tạp nó không đơn giản như là gia tăng một cách thuần túy theo gia tốc tăng lên và tăng xuống mà nó rất nhiều cái quan hệ tình thù trong cái uh, vấn đề giữa hai cái cuộc chiến như là một cái um, mớ bòng bỏng bỏ, đúng không ạ với lại người mỹ uh, nhìn vào đường phố của san francisco ngày hôm nay tự nhiên nó xanh sạch đẹp một cách kỳ diệu. Cũng với cúng chính cung đường đó thì uh, những người ở trên mạng người ta đã đăng đồng loạt song song các cái hình cách đây một tuần và những cái đúng là được cái địa điểm đó vào thời điểm ngày hôm nay. Nó khác nhau một trời một vực. Cũng địa điểm đó, ngay trước cửa một quán cà phê thì một dãy lều bạt trại rồi là người ngả ngốn nằm trên đường. Thế mà bây giờ chỉ có mỗi việc tập cận bình chuẩn bị sang Mỹ thôi thế mà tự nhiên là đường phố ở San Francisco nó sạch bong bằng bỏng. lại còn có cả chim bồ câu nó bay lên bay xuống nó mổ thóc mổ cỏ dưới lòng đường nhìn rất thơ mộng hòa bình không khéo thì bây giờ người Mỹ cứ nói rằng là mất bao nhiêu tiền bạc mà không thể nào giải quyết được vấn đề vô gia cư nghiện ngập trên đường phố Thế thì bây giờ chỉ đơn giản là tuần nào cũng mời Tập Cận Bình sang, đúng không ạ? Thế thì có phải lúc nào đường phố cũng sạch, đẹp và thanh bình không? Quá tuyệt vời! Và, và vẫn một cái phong cách Mỹ, trước thêm của Thượng nghị Thượng đỉnh APEC cũng như là cuộc gặp Thượng đỉnh giữa hai bên, thì uh, Ủy ban của Hạ nghị Viện Mỹ đã hối thúc ông Joe Biden đưa ra, uh, hối thúc ông Joe Biden để mà gặp gỡ người đồng cấp của mình với một cái lá thư à, 10 điểm yêu cầu phía Trung Quốc phải xem xét thực hiện không biết là nếu như mà Tập Cận Bình không thể đáp ứng được 10 cái yêu cầu này thì người Mỹ sẽ có thể áp đặt một cái quan điểm cứng rắn hơn với Bắc Kinh hay không chúng ta thử xem là đó là cái mục đích gì thứ nhất chấm dứt những hoạt động của quân giải phóng Trung Quốc liên quan tới vùng nhận dạng phòng không và không phận của eo biển đài loan thứ hai chấm dứt những hoạt động đánh chặn một cách không an toàn với lại không lực của hải quân mỹ thứ ba à, thả tất cả các công dân mỹ bị bắt giữ trái phép ở trung quốc thứ tư cho phép tất cả những cái người công dân của mỹ được tự do rời các vùng đất của Trung Quốc, thắt chặt kiểm soát về việc uh, những chuyến hàng vận chuyển fentanyl tới các nước thứ ba, thứ sáu, Bắc Kinh không được phép mà uh, hù dọa tàu bè của Philippines, Trung Quốc không được phép, à vâng, Trung Quốc lên bãi bỏ những cái tuyên bố. Uh, tuyên án phạt với lại những người đồng sáng lập của các tờ báo Apple Daily và phong trào dân chủ Hồng Kông thả à, người A, người B, người C, người D vân vân gỡ bỏ cấm vận du lịch với lại uh, nhân vật A, nhân vật B, nhân vật C và uh, ngừng ngay tất cả những hoạt động ở khu vực Tân Cương và không biết là hoạt động gì Đầu tiên thì tôi tưởng đây là một cái trò cá tháng tư đùa quý vị ạ. Nhưng mà cuối cùng nó thật. Vâng, rất giống như là cách mà người Ukraine, đúng không ạ? Yêu cầu người Nga là bây giờ phải chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Rút quân về nước. Giao nộp vũ khí hạt nhân. Giao nộp tù nhân chiến tranh. Putin. Rồi là thiết lập cái gì? Vùng đệm trên đất nước Nga. Rồi chia rẽ đất nước thành nhiều quốc gia nhỏ, vân vân Và xin lỗi nữa, bồi thường. Không biết là cái lá thư 10 điểm này của Ủy ban Quốc hội Mỹ nó có đến tay những người Trung Quốc không? Tôi tin chắc là đến. Mà không khéo người ta nhìn đến 10 điểm này thì người ta từ chối gặp ông Joe Biden riêng. Đúng ạ, à, rất có khả năng. Nếu mà nước khác là nó từ chối gặp thật đấy, còn Trung Quốc thì nó hay giữ phép lịch sự thì may chăng. Không hiểu là 10 điểm này thì ông Joe Biden ông nhớ làm sao được. Đúng ạ. Mà ông một cuộc họp dài 10 điểm này thì liệu ông có trụ nổi đến hết cuộc họp hay không để mà ra những yêu sách. Thật là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với lại Mr. Joe Biden. Tôi nghĩ là chính phủ của ông Joe Biden nên đưa ra thêm một lời nghị đề nghị nữa cho cái giải cái đề xuất của họ nó hoàn hảo. Đúng ạ. Là Trung Quốc phải tiếp tục mua trái phiếu kho bạc của chính phủ Mỹ trong thời gian tới, không được phép từ chối, không được phép ban tháo. Tôi nghĩ một cái yêu sách uh, 10 điểm kiểu như vậy ấy, nếu mà đưa ra để mà gây sức ép với Việt Nam, đúng không ạ, thì chưa chắc Việt Nam đã chấp nhận, chứ còn không nói gì đến Trung Quốc. Vâng, nhưng mà nói thật ra là cái sự ảo tưởng sức mạnh của Hạ Viện Mỹ ấy, cũng có thể nói là ở cái tầm đẳng cấp thế giới đúng không ạ nhưng mà có khi là so với lại liên minh châu âu thì chưa chắc liên minh châu âu bây giờ vẫn còn đang nghĩ mình là vườn địa đàng ngày hôm nay thì dường như các quan chức của liên minh châu âu đã thống nhất để chuẩn bị ra cái gói cấm vận nga như đã đề xuất lần này thì uh, liên minh châu âu sẽ nhắm vào một cái lệnh cấm vận mà tôi thấy rằng là nó phù hợp nhất từ trước tới nay liên quan tới các vấn đề cấm vận Nga. Đó là họ sẽ cấm vận Nga xuất khẩu kim cương. Người đứng đầu cơ, doa, cơ quan ngoại giao EU, ông Joseph Borrell cho biết, gói cấm vận thứ 12 này sẽ nhắm vào việc nhập khẩu, xuất khẩu và áp đặt giá trần với lại mặt hàng kim cương để giới hạn cái nguồn doanh thu của người Nga vâng lý do để tôi thấy rằng đây là một trong những đòn à, cấm vận mà nó hợp lý nhất trước đến giờ thì à, liên minh châu âu toàn cấm vận theo cách lấy súng tự à, bắn vào chân mình đúng không ạ nhưng lần này thì họ có vẻ rất khôn bởi vì nói thật ra liên minh châu âu bây giờ còn tiền nữa đâu không còn tiền nữa thì cấm vận à, xuất khẩu à, kim cương của nga là quá hợp lý bởi vì lấy đâu ra tiền mà đòi mua kim cương của nhà người ta nhưng mà kim cương thì nó cũng là thứ có rất giá, đúng không ạ? Và chắc chắn rằng phía Nga không bán cho châu Âu thì họ cũng sẽ bán cho người Ấn Độ, người Trung Quốc và thậm chí những người Đông Nam Á. Trong khi đó thì một trong những đất nước đang nổi lên ở Liên minh châu Âu như là một cường quốc, đó là Ba Lan, thì đang kêu rời kêu đất. Là họ kêu việc gì? Họ kêu những băng đảng xuất mới xuất hiện của người Ukraine đang biến đất nước Ba Lan trở thành một cái thủ đô tội phạm của Liên minh châu Âu mới. Tham nhũng, buôn bán ma túy, vũ khí, buôn bán trẻ em đang là những cái vấn đề tội phạm nhức nhối diễn ra ở đất nước này. Theo ấn phẩm NPDP của Ba Lan, thì những nhóm người của Ukraine chính là những người đứng đằng sau những hoạt động tội ác kể trên. Sau khi Ukraine ban hành lệnh uh, thiết quân luật cũng như là kêu gọi tổng động viên, thì một cái làn sóng thứ hai của những người uh, tị nạn Ukraine đã tràn vào Ba Lan. Theo con số thống kê của nhà nước, thì chỉ gần 2 năm, uh, tỷ lệ tội phạm của Ba Lan đã tăng tới 46%. Ngoài ra, thì Ba Lan trở thành một cái trung tâm trung chuyển trái phép những người di cư từ Ukraine đến các nước có đời sống cao hơn ở phương Tây như là Đức. Mỗi người đi qua cái sự trung chuyển này sẽ phải trả một cái giá từ 2.000 cho tới 3.000 euro. Còn vũ khí của người Ba Lan cũng làm thế nào đó để xuất hiện ở Trung Đông với số lượng lớn và phần lớn rơi vào tay các cánh quân Hamas, Hezbollah, vân vân. Ấn phẩm cho biết, tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất hành tinh, cho biết là Liên minh châu Âu có thể đang hướng tới một cái cuộc nội chiến. Và ông chỉ nói mỗi một cái câu đơn giản như thế thôi, nhưng mà chúng tôi cũng không hỏi lại thêm. Thực tế thì cũng rất có thể, đúng không ạ? Trong khi Liên minh châu Âu đang mải mê cấm vận Nga à, lấy đá tự ghè vào chân mình, thì một trong những thành viên mà hay uống thuốc sáng mắt của Liên minh châu Âu đó là Hungary thì cũng đang dành hết thời gian để ký liên tiếp các hợp đồng phát triển nhà máy điện hạt nhân phát triển khí ga rồi phát triển các dự án kinh tế với lại phía nga ngày hôm nay thì nga và hungary đã ký kết một cái thỏa thuận để phát triển nhà máy hạt nhân park 2 trong giai đoạn mới như vậy sau khi phũ phàng đóng cánh cửa gọi là viện trợ từ trị giá 500 triệu euro từ châu âu hỗ trợ cho ukraine để mua vũ khí đạn dược thì vừa mới buổi sáng xong chưa có ngấm gọi là ghế chưa kịp nguội thì hungary đã tiếp tục lại sát muối vào liên minh châu âu và và ukraine bằng cách họ ký thêm những cái thỏa thuận để mà hợp tác kinh tế năng lượng với lại phía nga còn trong lúc đó thì cũng không biết vì một lý do gì. Mà có lẽ là ai cũng biết vì lý do gì rồi, đúng không ạ? Là hội đồng châu Âu bất ngờ ra một tuyên bố về việc là sẽ rút ngắn lại cái thời gian cấm vận vũ khí và các vấn đề cấm vận khác đối với lại Venezuela từ một năm chỉ còn 6 tháng. Với một cái điều kiện là cái đất nước vùng Nam Mỹ này có những cái chính sách để mà cho phép các đảng đối lập tiến hành bầu cử, vân vân. Có nghĩa là bầu cử một cách dân chủ hơn. À, tổ chức của châu Âu thì ca ngợi những cái thỏa thuận đạt được của chính phủ Venezuela hiện tại với lại các đảng đối ngập vào tháng 10 vừa qua. À, điều mà sẽ trở thành một trong những cái điều kiện tiên quyết để mà ở Venezuela có thể diễn ra những cuộc bầu cử mang tính chất cạnh tranh dân chủ. Hội đồng Châu Âu cho biết là họ sẽ xem xét để gỡ bỏ cấm vận hoặc là dỡ bỏ một phần những cái lệnh cấm vận mà đang có hiệu lực đối với đất nước à, nhiều dầu mỏ nhất hành tinh. Nghe qua thì nó giống như là dân chủ, đúng không ạ? Nhưng mà nó lại giống một cái dân chủ đã từng xảy ra, đó là dân chủ kiểu Mỹ. Cách đây một tháng thì cũng bất ngờ, khi mà kho dự trữ chiến lược của Mỹ đã chạm tới mức đáy kỷ lục, thì bất ngờ họ cũng nói rằng là dạo này Venezuela cũng thể hiện một trong những cái sự tiến bộ liên quan đến dân chủ, cho nên là họ cũng không có một sức ép nào từ phía chính phủ Venezuela, nhưng họ cũng tự nguyện xem xét gỡ bỏ từng phần các lệnh cấm vận. Còn bây giờ Liên Minh Châu Âu đứng trước những cuộc chiến đang nổ ra và nguồn cung năng lượng đang giảm dần trên toàn thế giới, thì cũng bất ngờ, cũng không ai nói gì, cũng không ai yêu cầu mở mồm, cũng tự nhiên đề xuất là ca ngợi cái nỗ lực cải tiến dân chủ, vân vân, để mà tìm cách gỡ bỏ cấm vận Venezuela từng phần. Và tất nhiên chúng ta cũng thấy nó cũng gỡ bỏ cấm vận nhưng thực ra thì cũng nhắm vào cái việc gỡ bỏ các cái gọi là cái niêm phong các giếng dầu của Belize mà thôi. Còn về phần mình thì chúng ta thấy rằng là cũng không hiểu năm 2023 này chuyện gì đã xảy ra với các nước thành viên của Liên minh châu Âu. Khi mà các nước Anh, Đức có thể đối mặt với lại cái khủng hoảng kinh tế, đúng không ạ, và suy thoái kinh tế, điều đó cũng không có vẻ là quá ngạc nhiên. Nhưng mà những nước của Bắc Âu, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch là những nước mà cũng khá giàu tài nguyên, dân chúng dân số thấp, đúng không ạ? Và bản thân các nước này là một trong những cái những nước hàng đầu liên quan đến mức sống uh, của dân chúng của xã hội, tức là cái sự phồn vinh thịnh vượng của xã hội. Thế mà bây giờ hôm nọ thì Thụy Điển, mấy hôm trước thì Na Uy gặp vấn đề về kinh tế. Bây giờ thì đến lượt Đan Mạch. Thật là khó tin, đúng không ạ? Là một đất nước như Đan Mạch lại có thể có khả năng rơi vào suy thoái. Hôm trước thì tôi nhớ rằng Thụy Điển à, trở thành một trong những cái vũng bùn của tội phạm Châu Âu. À, hôm nay thì chúng ta lại thấy nền kinh tế của Đan Mạch đã trượt vào suy thoái. Đan Mạch thì à, vốn nổi tiếng với lại cái ngành à, sản xuất dược phẩm, đặc biệt là họ có cái công ty à, Novodix là một trong công ty giá trị nhất của châu Âu à, nhờ cái sức tiêu thụ và nhu cầu uh, của cái mặt hàng liên quan tới um, chữa trị uh, tiểu đường Tuy nhiên lần này quý 3 năm 2023 theo như thông số ban đầu thì khả năng đan mạch đang bước vào một cái giai đoạn suy thoái ở trong quý 3 năm nay à, trong quý cuối cùng năm nay do cái sự sụt giảm một cách đáng kể liên quan tới việc sản xuất và phát và xuất khẩu các cái sản phẩm dược phẩm quốc gia này. Theo con số thống kê của nhà nước Đan Mạch thì GDP của đất nước này đã bị suy giảm 0,3% vào quý 3 so với lại cái cùng kỳ của cái năm trước. Vốn quý 2 thì so với cùng kỳ năm trước nữa cũng đã suy giảm. Ngành dược phẩm Đan Mạch À, có thể nói là một trong những cái ngành mà gọi là như là con chim đầu đàn của ngành kinh tế Đan Mạch. Nhưng mà những quý gần đây thì đã chứng kiến một cái sự sụt giảm tới hơn 10%, đặc biệt là trong quý vừa qua. Vâng, ở các nước khác thì không ngạc nhiên nhưng mà Đan Mạch, một đất nước có thể nói rất gọn nhẹ, đúng ạ, văn minh, thịnh vượng, vân vân mà bây giờ cũng rơi vào suy thoái. Tôi nghĩ rằng tốc độ phát triển của họ phải đạt như là quý 2 năm 2021, tầm phải 3% trở lên hàng năm. Nhưng mà không ngờ đã rất lâu không để ý tới con số của các nước Bắc Âu. Bây giờ họ đã đến tới mức bị âm rồi, đỏ lòm rồi. Còn ở đất nước hàng xóm của họ thì uh, nền kinh tế Đức cũng đã suy thoái 1% trong quý 3. Nền kinh tế của các nước Thụy Điển, Anh, vân vân À, tuy không có thay đổi đáng kể nhưng mà cũng lúc lên lúc xuống trồi sụt trong suốt thời gian vừa qua. Và nhưng mà vẫn có người ở Liên minh châu Âu gọi đó là một cái vườn địa đàng. Vậy thì chúng thử chúng ta thử xem một cái nơi mà vườn địa đàng luôn gọi là như là vườn địa ngục đối thủ của họ ở Nga thì xem tình hình kinh tế xã hội do ra làm sao. Vâng, cũng là một cái điều nó ngạc nhiên nhưng mà nó không đáng ngạc nhiên, đó là cái đồng group nó đã duy trì một cái gọi là sức bật kéo dài trong nhiều tuần liên tiếp để đạt mức độ 91 group ăn một đô la. Cái tỷ giá này thì nó đã được thiết lập vào cái thời điểm ngày 28 tháng 7 năm nay trong cái đà trượt tới mức 100 đô la, bây giờ thì nó quay lại tới mức độ 91 rup ăn 1 đô la rồi. Như vậy thì liên quan tới rất nhiều cái lời bàn tán xì xào về cái sự sụp đổ của đồng rup đúng không ạ? Thì lúc mà nó lên đỉnh điểm tầm 100 rup ăn 1 đô la thì lúc bấy giờ chúng ta cũng đã đi đến một thống nhất đúng không ạ? Chẳng qua đó là những cái hiện tượng nhất thời mà thôi. Và bây giờ thì nó đang rơi xuống dần tới mức 91 và có khả năng nó sẽ còn tăng giá nữa so với đồng đô la để có thể quay lại những cái mức độ như là 80 hoặc thậm chí thấp hơn thế nữa cũng chưa biết chừng như vậy thì um, chúng ta thấy rằng là um, đó là những cái điều hết sức tự nhiên đúng không ạ đồng rút mất giá là do những vấn đề nó tự nhiên của cái um, sự thích ứng của cái nền kinh tế với lại cái bối cảnh chính trị và bối cảnh phi đô la hóa vân vân nhưng mà sau đó thì nó đạt tới cái mức kỷ lục 100 rúp một đô la, rồi bây giờ nó dần dần nó điều chỉnh lại về cái quỹ đạo giá trị của nó. Ở nước Nga thì uh, những người già về hưu đã nhận được cái mức bảo hiểm uh, hưu trí tăng tới 7,5%. Duma Quốc gia Nga vừa ra một sắc lệnh liên quan tới việc tăng mức độ uh, hưu trí cho những người đã về hưu trong vòng năm sau và dự kiến mức tăng này có thể tăng tới 7,5% từ tháng 1 năm 1 uh, ngày 1 tháng 1 năm 2024 và sẽ có tác động tới 32 triệu người dân Nga. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin cho hay đồng thời ông lưu ý rằng tất cả những nguồn vốn kể trên đã được tính toán và đưa vào ngân sách chi tiêu của nhà nước với mức chi tiêu bổ sung cho đợt tăng quỹ vốn lần này trị giá 234 tỷ rúp. Như vậy là người già của Nga bây giờ lại đối mặt với một cái khủng hoảng là không biết là tiêu gì cho hết cái số tiền rồi. Thời gian gần đây thì uh, trong khi mà người Nga đang tiến hành một cuộc chiến trên quy mô lớn thì họ cũng uh, đã ra mắt những mẫu máy bay dân dụng mới đúng không ạ? Rồi ngày hôm qua thì họ ra mắt thêm cả những máy bay vận tải à uh, À, cũng là những cái model mới. Rồi họ mang xuống trình diễn ở các cái um, sự kiện hàng không ở Dubai. À và hôm nay thì uh, Bộ Quốc phòng Nga thông báo là những cái uh, mẫu máy bay Su-35K-52 trực thăng cá sấu đã nhận được những cái mức đặt hàng kỷ lục diễn ra hội nghị triển lãm hàng không Dubai. Ngoài hai mẫu máy bay trên thì những loại trực thăng T-90 rồi là những hệ thống uh, bộ, súng uh, pháo bão mặt trời, súng phun lửa vân vân cũng tăng lên một cực đáng kể nhờ cái hoạt động xuất sắc của họ trong cuộc xung đột ở Ukraine. Thời gian vừa qua thì phía Nga cũng đã tiến hành uh, xây dựng đi vào hoạt động một loạt các cái tổ hợp nhà máy công nghiệp không chỉ ở quốc phòng mà cả cả những vấn đề dân sinh, dân dụng ở rất nhiều nơi trên thế giới châu phi họ cũng xây dựng rất nhiều nhà máy hôm nay thì họ xây dựng thêm cả những cái chuỗi nhà máy sản xuất dược phẩm ở các tiểu vương quốc ả rập thống nhất còn họ cũng đạt được rất nhiều những cái thỏa thuận với ấn độ để mở các nhà máy ở ấn độ cũng như là hợp tác với ấn độ để mà sản xuất thêm các loại vũ khí xuất khẩu cho các nước thứ ba riêng ở các tiểu vương quốc ả rập thống nhất thì ngoài cái ngành sản xuất dược phẩm nga còn tập trung rất nhiều vào những cái ngành công nghiệp và các cái ngành công nghệ cao đặc biệt là họ còn có thành lập một cái nhà máy sản xuất xe hơi gọi là cao cấp đắt tiền để phục vụ cái thị trường này dự án đã chuẩn bị đi vào hoạt động như vậy là không biết là liên minh châu Âu thì làm ăn kiểu như thế nào, đúng không ạ? Nhưng mà sau khi mà họ phối hợp với các nước phương Tây khác để ra những đòn cấm vận, trí mạng cho phía nga thì phía nga họ liên tục phản đòn cấm vận bằng cách tăng lương cho người dân, tăng phúc lợi xã hội, sản xuất, buôn bán, ầm ầm, đúng không ạ? Và chúng tôi sẽ đến phần giao lưu câu hỏi với quý vị. Dạo này chúng tôi không thu xếp được cái thời gian cho nên là nó, chương trình nó chưa đi vào một cái quỹ đạo và chưa bổ sung được vấn đề uh, câu chuyện cuộc sống con người đúng không ạ cùng với quý vị trong uh, thời gian này có lẽ chúng tôi sẽ phải chấn chỉnh lại cái thời gian uh, trong cái thời gian tới nhìn chung là nó bị chi phối quý vị khi bị chi phối thì uh, không đủ cái nguồn lực về uh, thời gian cũng như là cái cái tâm trí ấy, nó không được toàn tâm toàn trí vào nhiều khi là gọi là nói cái này nói bên trái nhưng mà thực ra nó là bên phải kiểu nó như vậy rất nhiều mình bây giờ cái tuổi này nó toàn là lõi đơn nó không phải lõi kép mẹ lõi tứ mới lại nói lõi gì nữa như là bọn trẻ quý vị ạ Cứ là làm việc gì chỉ làm được một việc thôi chứ còn đồng thời làm hai việc một lúc là nó lỗi ngay máy nó gọi là sắt đao ngay sập nguồn và câu hỏi rất hay theo phan sơn thì đâu là một trong những cái điểm yếu chí mạng của hệ thống các nước uh, dân chủ phương tây so với lại uh, những hệ thống chuyên chế của các nước xã hội chủ nghĩa vâng tại sao tôi thấy câu này nó rất hay ngay bởi vì ban nãy tôi uh, cùng với quý vị vừa trao đổi về vấn đề chính phủ của ông joe biden đúng không ạ thực sự ấy, nếu như mà để mà nói một cách công tâm nhé, một người Mỹ bình thường, không bị tẩy não, người ta chợt nhận ra một ông già tám mươi mấy tuổi, đúng ạ, không? không thể tự tìm đường về nhà, không thể nói hết một câu, cho nó liền mạch, liên tục bỏ về giữa trường, liên tục ngã, vân vân. Thế thì làm sao một người như ông thì có thể quản lý được một cái đất nước mà nó vĩ đại và hùng mạnh nhất thế giới. Quý vị công nhận không? Nếu mà chúng ta nhìn tỉnh táo mà nói tại sao lại ông Biden ông lại có thể lên để làm tổng thống được? Và từ ngày ông ấy lên làm tổng thống thì chuyện gì đã xảy ra? Quý vị hãy thử nhìn vào những điều chúng tôi đã nói từ trước đến nay và nói có sách mách có chứng có nghĩa là dựa trên những biểu đồ của chính các cơ quan của nhà nước Mỹ. Như vậy cho thấy một điều rằng ông Joe Biden nó là một cái hiện thân của một cái chế độ tư bản xã hội chủ nghĩa ờ xin lỗi dân chủ đúng không ạ rõ ràng đó là một cái đất nước một cái nôi dân chủ mà thế thì cái câu chuyện một điều rằng tại sao một cái đất nước dân chủ mà người ta lại có thể để cho một cái ông già như thế người ta nói là một ông già làm cẩm đúng không ạ để làm tổng thống thế thì bây giờ chúng ta mới nhìn thấy một cái điều vấn đề là từ thời ông lên thì mọi việc nó như thế còn là trước đây thì nó không như thế hoặc nó chưa đến mức như thế thế thì cái câu chuyện một điều rằng chúng ta có thể nhìn ngay ra một cái vấn đề chính những vấn đề đấy nó đang là một cái vấn đề lớn nhất đối với lại xã hội Mỹ và các nước dân chủ khác trong đó các nước ở Anh ở Canada ở Pháp ở Đức ở Ý đúng không ạ các nước G7 trừ Nhật ra mà thôi nhưng mà nhật thì cũng không có sáng sủa gì chỉ có không quá bị gọi là vật vã mà thôi đúng không ạ còn tất cả các nước kia đều bị thế thì chúng ta có thể thấy một điều rằng là như tôi nói là tại sao ống lên ống lên là do bầu cử đúng ạ và như vậy thì rõ ràng một điều rằng là đấy chính là cái vấn đề bầu cử là cái vấn đề lỗ hổng và điểm yếu chí mạng nhất với lại cái xã hội dân chủ về mặt bầu cử thì nó rất hoàn hảo. Quý vị công nhận không ạ? Nó không có một cái gì nó sai về vấn đề bầu cử cả. Cũng như là chúng ta nói về một cái những cái xã hội chuyên chế, xã hội chủ nghĩa. Nó cũng là một cái xã hội hoàn hảo. Nếu như nó không có, nó giải quyết được các vấn đề dư thừa, thừa thiếu, các vấn đề quan liêu, đúng ạ, tham nhũng vật, vân vân Thì ở chế độ dân chủ nó cũng thế về mặt bầu cử thì nó cũng hoàn hảo nhìn về mặt lý thuyết nó cũng hoàn hảo nhưng có làm được không không bao giờ làm được cả chúng ta thấy vấn đề là bản thân một cái chế độ nào để mà lại có thể cho phép hợp pháp hóa việc tiến hành các việc là vận động hành lang để mà đưa các nhà lãnh đạo lên nắm quyền lực còn ở các xã hội chuyên chế thì rõ ràng vấn đề viện động hành lang đấy chính là hối lộ đút lót đúng ạ nhưng mà ở các nước tư bản thì nó công khai nó được luật pháp bảo trợ có nghĩa rằng là cái cái sự tham nhũng cái sự uh, mua chuộc đấy nó là một cái thứ nó hiển nhiên và được luôn cả cái xã hội đó họ thừa nhận chúng ta cũng biết có những cái chiến dịch chạy đua tổng thống hoặc là chiến dịch để mà bầu cử vào những vị trí thượng nghị sĩ hạ nghị sĩ các bang những chiến dịch đấy hàng trăm triệu đô la quý vị công nhận không ạ một số tiền khổng lồ và người ta chi vào những cái việc để đánh bóng tên tuổi truyền thông để định hướng lắn bóp dư luận để đạt được phiếu đầu của người, của người dân thế thì cái câu chuyện như thế chúng ta thấy rằng là nó có bình thường không chắc chắn nó không bình thường bây giờ cái dư luận của mỹ như thế nào thì quý vị đã biết rồi đúng không ạ làm thế nào mà một cái xã hội như Mỹ mà lại tuyệt đại đa số lại đi ủng hộ một cái những cái hành động của người Israel để mà tàn sát trẻ em và dân vô tội. Như vậy là xã hội của họ đã bị tẩy não đúng không ạ về vấn đề Israel. Như vậy là nếu thuần túy nó là dân chủ thì nó không có gì để nói, nhưng mà bây giờ người ta có thể bỏ tiền ra để người ta vận động hành lang thì như vậy câu chuyện của nó cực kỳ đáng nói và nó còn đáng nói nó có vấn đề nhiều hơn là cái việc mà người ta đút lót đúng không ạ để mà chạy chức chạy quyền hơn gần vạn lần bởi vì là đút lót thì người ta chỉ bút lót được mỗi số tiền nhỏ thôi còn ở đây nó có thể vận động đến hàng trăm triệu đô la hàng tỷ đô la để nó thao túng cả cái dư luận của xã hội thì như vậy nó phải quy mô nó gấp hơn rất nhiều lần để đến mức một ông già như thế có thể trở thành tổng thống được một cái cuộc chạy đua vào các đảng, vào các cái vị trí quan trọng, kể cả vào vấn đề tổng thống. Dựa trên cái sự gọi là đấu khẩu, đúng ạ, nó mang cái tính chất nó như là một cái sâu diễn mà ông nào có khả năng ăn nói tốt, ông nào mà có khả năng hứa, đưa ra những lời hứa tốt và bảo vệ được những lời hứa mình tại thời điểm đấy, thì rất có khả năng trúng cử. Và cái điều đấy nó đang diễn ra ở nước Mỹ. Nó không phải dựa trên năng lực thực hiện của những người như thế ạ chúng ta thấy rất nhiều những trường hợp chẳng hạn như là Ora, uh, barack Obama. ông ấy đưa ra những cái khẩu hiệu thay đổi nước mỹ rồi là ông bill clinton ông ấy là một cái người dựa trên cái kỹ năng thu phục nhân tâm bằng uh, thu phục cái sự quan tâm thu hút đúng không ạ đối với lại người, người nói chuyện cử tri bằng cái kỹ năng gọi mình gọi ông ấy như là một cái sự thu hút cá nhân Chứ nó không phải là về cái bản lĩnh chính trị của ông ấy. Đúng ạ? Ông Boma thì cũng như thế. Nghệ thuật hùng biện và khẩu hiệu thay đổi. Ông Biden thì nói là ông lên ông giải quyết vấn đề là môi trường xanh sạch đẹp. Nhưng cuối cùng trong chương trình nghị sự làm việc của ông nó chả liên quan gì đến những cái chuyện môi trường cả à, quý vị. Thậm chí ông còn phải mở các giếng dầu ra để mà để cho nó hoạt động trở lại. Thì rõ ràng là gì? Người ta hứa. Nhưng mà cuối cùng người ta không làm. Đúng ạ. À. Đấy cho nên cái câu chuyện ở đây chúng ta mới thấy một điều rằng là cái đó nó không bao giờ nó có thể diễn ra được ở các nước chuyên chế. Và chính vì thế chúng ta thấy một điều rằng là rõ ràng vì cái hệ thống mà dân chủ theo kiểu như vậy, tức là dân chủ nó chỉ mang tính chất là showbiz, đúng ạ, à, thì nó mới diễn ra được những cái dạng xã hội như là các nước G7 mà chúng tôi vừa nói, G6 mà chúng tôi vừa nói. Những quốc gia này đang gặp vô vàn những vấn đề liên quan đến kinh tế, xã hội. Chính phủ của họ không ổn định, đúng không ạ? Và rõ ràng bây giờ người dân người ta đã càng có một cái sự ý thức rõ ràng hơn về các vấn đề như thế liên quan đến các vấn đề trong nước. Còn trong lúc đó thì chúng ta quay sang ví dụ chúng ta quay sang Việt Nam là một đất nước xã hội chủ nghĩa chuyên chế đúng không quý vị chúng ta không biết là chúng ta công nghệ bao nhiêu và tư bản bao nhiêu tư sản bao nhiêu trong lòng xã hội ở trung quốc thì nhiều quý vị nói nó là một cái đất nước cộng sản xã hội chủ nghĩa nhưng mà nó lại áp dụng cái phương pháp sản xuất của tư bản đúng không ạ như vậy là nó thừa hưởng được cái giá trị rất quan trọng của xã hội chuyên chế về chính trị nhưng mà thị trường nó lại thị trường tư bản thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng là Việt Nam và Trung Quốc là hai đất nước mà có một cái môi trường chính trị xã hội tuyệt vời. Kinh tế phát triển hàng đầu thế giới, tốc độ phát triển hàng đầu thế giới. Chúng ta công nhận không đã? Đúng không ạ. Đó là cái sự thành công nhé. Quý vị nói thật đấy. Nhiều quý vị vẫn hay chê Việt Nam. Nhưng mà nếu mà chê, chúng ta thử quay lại những cái video cách đây 30 năm mà. Tôi nói thật quý vị, nó là một cái trời một vực. Không thể tưởng tượng nổi ra. Đúng không ạ mình phải nhìn có một cái góc nhìn như thế mình mới thấy được cái vấn đề của nó chứ còn mình chỉ chê mới vấn đề của mình hiện nay có thôi thì xã hội nào cũng thế thôi xã hội nào nó cũng có những người như những người chê như vậy đúng ạ xã hội nào cũng có, có kẻ chê bai nói thẳng là như thế và hay nói đúng hơn là không biết trân trọng cuộc sống đúng ạ chứ còn bây giờ nếu như mà bạn mà bạn rơi vào các xã hội phương tây bây giờ thì chắc chắn là bạn không chỉ chê mà bạn còn chửi nữa cơ Thế nhưng mà ngoài các cái yếu tố như chúng ta nói với quý vị, chúng tôi cùng quý vị nói với nhau là truyền thông của phương Tây thì họ cứ ca tụng những cái hệ thống dân chủ của họ là ưu việt, đúng không ạ, và chê các nước chuyên chế. Đấy, cho nên là bây giờ họ vẫn tiếp tục phải chê. Bởi vì là bây giờ nhìn sang Trung Quốc, đúng không ạ, nhìn sang Việt Nam, những cái xã hội chuyên chế của chúng ta nó thể hiện cái sự ưu việt rất rõ. Và như vậy thì vẫn phải tiếp tục chê. Và không chê Uh, chê và đồng thời phải tẩy não người dân. Cho nên là chúng ta vẫn thấy có những cái người ở các cái xã hội phương Tây, họ vẫn tiếp tục chê, đúng không ạ, nhưng mà họ biết thừa một điều rằng là mọi cái con số, mọi cái chỉ số trong xã hội bây giờ nó nó đã khác bọt rất ngày rất khác so với ngày xưa. Rồi có những người phải nói thật những người da trắng nhiều khi vẫn còn mang cái tư tưởng phân biệt chủng tộc và cái thói cao ngạo đúng không ạ đã khiến cho họ mở mắt hoặc thậm chí cố tình để mà tiếp tục chê bai những cái xã hội theo kiểu là chuyên chế mà nó vốn là nó nhiều ở ngày xưa thì liên xô bây giờ thì rõ ràng là có nhiều nơi nhưng mà ở châu á đúng không ạ mà hiện thân của nó một cách nó xuất sắc nhất chính là xã hội trung quốc và việt nam và chúng ta đều là châu á và đều là da vàng đúng không ạ chúng tôi tiếc rằng là không uh, khuyến khích được quý vị uh, gửi cho chúng tôi những cái lời bình luận liên quan tới việc các quý vị đi các nước trong đó các nước như là mỹ các nước đức rồi các nước phương tây thậm chí những đi nước nga thì có nhiều quý vị bình luận lại thì nói ngay thì còn nhớ nhưng mà nếu gửi vào tin nhắn là facebook thì nó sẽ lưu trữ lại được chúng tôi sẽ đọc cho quý vị nghe rất nhiều những cái bình luận như thế rất thú vị về các nước đúng không ạ những nước chẳng hạn như nước đức nước anh bây giờ quý vị có thể thấy bao nhiêu những lời bình luận của quý vị ở đấy nó nói lên cái hiện thực nó rất rõ ràng luôn mình không phải là thiên vị nhưng mình đọc chính những người việt nam của mình đi đây đi đó đúng không ạ đi trung quốc đi uh, nhật đi hàn quốc rồi đi nga rồi đi châu âu đi mỹ thì ít hơn đấy vậy đi mỹ thì nó có một cái gì đó nó là một cái nó tự nhiên liên quan đến yếu tố hệ tư tưởng đúng không ạ và những cái vấn đề của quá khứ nó để lại à, nhưng mà cơ bản thì cũng có người cũng có người có những tư tưởng như vậy nhưng mà tôi nói thật là tôi tuyệt nhiên tôi không nhận được một uh, những cái lời uh, khen về xã hội mỹ của những người gốc việt nam hay những người việt nam đi mỹ trên kênh của chúng tôi đấy là tôi tuyệt nhiên tôi không thấy nhưng mà tôi lại nhận được rất nhiều những cái video ở trên mạng mà những cái người ví dụ như người ukraine những cái người di cư ở các cái đất nước khác đến nước Mỹ tại thời điểm này. Có những người đăng video chửi bới loạn xạ này là họ không ngờ là họ sang Mỹ họ lại nhục và khổ đến mức độ như vậy. Có những cái cô gái rất xinh đẹp bỏ đất nước của mình sang Mỹ mà làm liền một lúc ba việc trong ngày mà vẫn không có đủ tiền để mà trả tiền nhà nhức rồi nuôi con rồi cho con đi học vân vân. Đấy và cô ấy nói rằng là nhục thế, biết thế thì ở nhà cho nó xong. Nhưng mà sang bên đây rồi, bây giờ bảo muốn về, bây giờ cũng không về được nữa. Tại sao Mỹ lại có vẻ xuống nước trong quan hệ với Trung Quốc thời gian gần đây? Thực ra, rất nhiều cái lý do. Nhưng mà chúng ta có thể thấy một cái lý do, chúng ta đi từng vào một vấn đề thôi, thì chúng ta thấy là nó nó dễ hiểu hơn, đúng không ạ? Cái lý do lớn nhất nếu mà xét về khía cạnh của Trung Quốc thì chúng ta thấy một điểm như này là bản chất Trung Quốc ấy thì họ cứ có việc gì lợi là họ làm, đúng không ạ? Và tất nhiên chúng ta vẫn thấy là Mỹ cũng là một trong những cái thị trường lớn nhất thế giới. Trung Quốc kiếm được rất nhiều từ Mỹ, đấy là một cái điều đương nhiên ai cũng phải hiểu điều đó, đúng không ạ? Việt Nam cũng thế thôi và rất nhiều nước khác cũng như vậy. Cho dù mọi việc ở Mỹ bây giờ nó không được như xưa nhưng mà nó vẫn là một cái thế lực hàng đầu, đúng không ạ? À, mình nếu mình không muốn nói nó là, là một cái thị trường lớn nhất và như vậy thì câu chuyện rằng cả mỹ và trung quốc đặc biệt là với quan điểm tiếp cận của trung quốc thì người ta thấy một điều rất rõ là thế giới vẫn làm ăn với lại người mỹ thì trả tội gì trung quốc không làm ăn với người mỹ bởi vì mình dừng mà cả thế giới đã dừng thì lúc bấy giờ mình mới 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 cân nhắc đúng không ạ chứ còn trong suốt bao nhiêu năm vừa qua Trung Quốc họ rất khôn là bởi vì là trong thế giới hỗn loạn, à, cạch mặt nhau thì nó vẫn duy trì và làm ăn với tất cả thế giới. Đúng không ạ? Nó không quan tâm tới các vấn đề đấu tranh rồi là phát xít nhau. Cho nên cái quan điểm của nó là nếu mà hai bên mà có thể là vẫn tiếp tục quan hệ với nhau thì Trung Quốc trả lại gì? Nhưng mà bảo là Trung Quốc có thay đổi chính sách của họ không? Đặc biệt là những chính sách liên quan tới việc Uh, quan hệ với nga và brics thì chắc chắn là mỹ không thể là gây một cái sức ép gì để trung quốc thay đổi được. cho nên cái việc mà tiếp tục với mỹ thì nó chả có bất lợi với trung quốc mà nó chỉ có uh, bất hại ở uh, đúng bất lợi mà nó chỉ có lợi thôi. đúng ạ. cho nên là về quan điểm ở trung quốc thì nó không có một lý do gì để mà người ta không tiếp tục. việt nam chúng ta cũng thế. đúng ạ. nếu như mà với mỹ với cả trung quốc thì chúng ta cũng thấy không có lý do gì phải ngừng cái quan hệ uh, để mà theo cái này theo kia. Còn yêu thích thì để trong lòng. Đúng không, quý vị? Thế còn với Mỹ thì ngoài cái việc xuất phát cũng giống như là quan điểm ở Trung Quốc thôi. Là bởi vì họ không làm ăn với Trung Quốc thì cả thế giới vẫn làm ăn với Trung Quốc. Như vậy là mệt rồi. Nhưng nó có một cái vấn đề nữa là bản thân cái nền kinh tế xã hội của Mỹ bây giờ nó đã khá căng. Mà nếu căng mà họ lại bị phụ thuộc khá nhiều vào Trung Quốc mà bây giờ họ lại còn cạch mặt với trung quốc nữa thì chắc chắn rằng là đối mặt với cả một cái việc là bây giờ họ đang càng ngày càng đẩy trung quốc với nga xích lại gần nhau đúng không ạ thì rõ ràng một điều rằng họ mà dứt hoàn toàn ra khỏi trung quốc thì họ là người sẽ nếm những cái trái rất là đắng chúng ta chỉ cần nhìn tới mỗi cái việc là trung quốc bây giờ trong quá trình vừa thời gian vừa qua là cái thời điểm này là thời điểm thấp nhất mà Trung Quốc chỉ còn giữ lại cái giá trị trái phiếu Mỹ nó chỉ còn 800 tỷ đô la thôi. Những thời điểm huy hoàng cách đây vài năm nó còn lên tới nghìn mấy. Thế mà bây giờ nó bán tháo, đúng không ạ? Và bán tháo của Trung Quốc nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái tình hình tài chính của Mỹ. Thì như vậy cho thấy một điều rằng là nó cũng tương tự như cái việc làm ăn với Trung Quốc. Nếu mà người Mỹ mà không duy trì được cái mối quan hệ làm ăn đấy, chắc chắn họ sẽ gặp vấn đề cực kỳ khó khăn. Nếu như mà họ không có vấn đề gì khác thì tôi nghĩ rằng họ còn cố đấm ăn xôi được. Bởi vì cơ bản thì nó cũng như là một cái câu chuyện là gì? Là mình với nó là hai thằng hàng đầu mà mình thứ nhất nó thứ hai. Thì mình cấm nó thì mình có một cái cơ hội để mà ngăn cản cái sự phát triển của nó, đúng không ạ? Và mình vẫn duy trì được vị trí số 1. Nhưng mà câu chuyện bây giờ là mình đang vị trí số 1 nhưng mà mình cũng đã yếu lắm rồi. Đấy, mình cấm nó thì chỉ thằng hai thằng tay đôi chứ chắc mình đã thắng được nó, trong khi là cả thế giới bây giờ đang làm ăn với nó. Thì như vậy rõ ràng là với những tất cả những điều kiện như thế cho thấy một điều rằng nếu mà Mỹ mà cố đấm tiến hành một cuộc chiến tranh uh, mang tính chất là quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, chắc chắn họ là người thiệt thòi nhiều nhất. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái điều quan trọng nhất là không phải là bởi vì nữa mà tôi nói một cái vấn đề mà trung quốc bây giờ là người ta hiểu rất rõ một cái chuyện như này nếu như quan hệ cứ như thế này không có cái gì lạm dụng lợi dụng mà cứ làm việc với nhau thì chỉ một thời gian nữa thôi là trung quốc họ sẽ vượt mỹ bởi vì bây giờ mỹ chi rất nhiều tiền vào chiến tranh quốc phòng giống như liên xô ngày xưa còn trung quốc lại chi rất nhiều tiền vào cơ sở hạ tầng giáo dục và công nghệ đúng ạ và bây giờ liên xô thì sụp đổ rồi còn bây giờ trung quốc nó trỗi dậy trở thành một cường quốc siêu cường thế thì cái câu chuyện của trung quốc với lại liên xô thì nó cũng giống như là câu chuyện của trung quốc với mỹ bây giờ mỹ thì bao nhiêu tiền đổ hết vào việc liên quan đến ngành quân sự quốc phòng đúng không ạ và họ giống người liên xô ở chỗ họ cũng là một cái đất nước nợ như chúa trộm còn trung quốc thì nó chỉ có đi cho vay chứ nó không có nợ nần gì cả như vậy nó lặp lại đúng không ạ lặp lại Liên Xô cái bài cái cái vết xe đổ của Liên Xô như cái bài hôm qua chúng tôi phân tích cùng quý vị nhưng mà nói thật một điều rằng kể cả bây giờ người Mỹ mà có quan hệ cơm lành canh ngọt với Trung Quốc thì chắc chắn họ cũng phải ý thức một điều rằng là đã quá muộn đã quá muộn để người Mỹ chọn cách chơi thứ nhất đúng không ạ đó là tôi và anh thi đua với nhau hai thằng mỗi thằng một cái làn đường cách xa nhau không ai liên quan đến ai đúng ạ thế nhưng đấy là cách số một nhưng mà trong suốt thời gian vừa qua mỹ toàn chọn chơi cách thứ hai có nghĩa rằng là tôi với anh chạy cùng một làn đường đấy và thỉnh thoảng thì tôi thò chân lên tôi ngáng cái hoặc là đánh mông cái vân vân nhưng bây giờ thì cái động lực của đối thủ của họ nó rất mạnh cái động năng nó rất là mạnh đúng ạ cho nên là người ta không còn dùng được cái cách này nữa và bây giờ quay trở lại cái cách làm số 1 để mà xích lại gần nhau về quan hệ thì như tôi nói cái đà của nó quá mạnh rồi. À? Không thể nào để mà một cái nền giáo dục chi phí đầu tư giáo dục công nghệ quá thấp à, vân vân từ trước đến nay như thế để có thể cạnh tranh được nó nữa và chỉ là vấn đề thời gian nếu như mà không có những cái cú hút mông ngáng chân thì chỉ một thời gian thôi đúng không ạ là Trung Quốc họ sẽ vượt qua nước Mỹ cho nên nước mỹ nếu có quan điểm như thế thì họ cũng chỉ phải hoãn binh để giải quyết các vấn đề của họ để tránh một cái kết cục nào đó mà tôi nghĩ rằng là nó khá xấu bây giờ nếu người mỹ phải làm như này theo cách số một như này thì có nghĩa rằng họ đang ở trong một cái vị trí mà thực sự có vấn đề thì họ mới chịu làm như này còn không họ sẽ vẫn chọn cách làm thứ hai đúng không ạ cách chơi bẩn bây giờ chơi đẹp trở lại thì quá muộn rồi cũng giống như là bây giờ nga với lại eu đấy Nghệ U đã chọn cách chơi bẩn với Nga Nhưng mà bây giờ thì chọn cách để lại chơi đẹp nữa thì nó đã quá muộn rồi, đúng không ạ? À, vâng, chúng ta đến với câu cuối đi Thời gian cũng lại khá muộn Tại sao Phan Sơn hay nói rằng là cái sai lầm của Mỹ lớn nhất là đẩy Nga xích lại gần với Trung Quốc? Và đây thực sự là một thảm họa đối với lại người Mỹ. Mà cái việc này thì thời ông Joe Biden lại một vấn đề nữa đấy. Nếu mà ở đây, nếu nói ra à, nó không phải là một cái sự kiện đơn lẻ, nhưng nếu nó là một cái vấn đề, thì đây chính là một trong vấn đề lớn nhất, đúng không ạ? Mà chính Donald Trump cũng còn thừa nhận là sai lầm của chúng ta lớn nhất. Đấy chính là việc để cho à, chúng ta không những là không lôi kéo họ về phía mình, mà họ còn đẩy xa họ đến gần với nhau hơn. Lại gần bên nhau. Thì ông Biden ông làm như vậy. Đúng ạ. Và đấy cũng là một cái lý do nữa. Chúng ta thấy một điểm rằng là chính phủ của ông Biden nó là một cái đỉnh cao của cái việc một cái chính phủ mà để cái thế giới ngầm nó thao túng để phục vụ cái lợi ích của cái thiểu, nhóm thiểu số đấy. Đúng ạ. Còn người ta không quan tâm gì đến cái lợi ích quốc gia quả. Về mặt cơ bản, một cái đất nước như Mỹ là đất nước chia để trị. Đúng ạ. Mà nhưng mà cuối cùng họ lại làm một cái việc ngược đời đối với lại hai cái đối thủ lớn nhất của họ là họ lại đi thống nhất hai cái đất nước lại với nhau. Mà hai đất nước này nó mà thống nhất lại với nhau thì chúng ta thấy cái vấn đề gì nó xảy ra. Nếu như Trung Quốc và Nga mà còn thờ ơ với nhau thì có nghĩa rằng bây giờ vị trí của Mỹ vẫn là vị trí bá quyền, không cái gì có thể lung lay được. Còn bây giờ nó lung lay. Tại sao nó lung lay? Quý vị có thể nhìn thấy như này và những năm uh, sau khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt cho tới những năm uh, 80, đúng không ạ thì chúng ta thấy rõ ràng là nếu như thời điểm đấy mà một cái đất nước nào đó thấp cổ bé họng mà có vấn đề gì đấy với lại người mỹ thì người ta sẽ tìm đến người liên xô để nhờ sợ sự, sự trợ giúp quý vị công nhận không ạ và như vậy lúc thời điểm đó là thời điểm thế giới lưỡng cực có mỹ và có liên xô Mỹ vẫn bắt nạt những nước khác, nhưng lúc bấy giờ có Liên Xô thì Mỹ cũng không dám làm cái gì đó nó quá. Nhưng mà tất cả mọi việc nó đã chấm dứt vào năm 1990, khi mà Liên Xô sụp đổ. Lúc bấy giờ thì nếu người Mỹ mà thích săn bắt một đối tượng nào thì con mồi chỉ có cách là nằm xuống, giơ hai tay lên đầu và chờ mang đi gián, đúng không ạ? Trong cuộc săn bắt của người Mỹ và điều này nó tiếp diễn trong bao nhiêu năm? 90, 2000, 2010, đúng không ạ. Và mãi cho tới giữa những năm 2010, tức là 2015. Thì lúc bấy giờ Brick nó ra đời. Đúng không, quý vị? Và nó bắt đầu nó có một cái ý tưởng về cái việc thế giới nó sẽ uh, không phải nằm xuống để chịu chói, chịu chết chịu bị săn và chịu bị lên thớt như ngày xưa nữa nhưng mà đến những năm như năm 2022 và đặc biệt là năm này thì chúng ta thấy một điều thế giới lại có một lần nữa giống như thời liên xô là thế giới lần này có một cái sự lựa chọn mà sự lựa chọn bây giờ nó đầy đủ và nó uh, nó hoàn hảo nó đầy đủ và nó thay thế đúng ạ và nó như tôi nói với quý vị là nó làm cái sự tự do đấy chứ nó không phải là như ngày xưa tức là sợ trốn chạy để núp bóng nữa mà bây giờ người ta tìm đến người ta có ngay sự giúp đỡ sự giúp đỡ đấy là gì nếu như bây giờ bất kỳ một quốc gia nào mà bị o ép đúng không ạ bởi thế giới phương tây về vấn đề quân sự thì quý vị có thể thấy là người ta ngay lập tức có thể hỏi người nga để xin sự trợ giúp, sợ, sự trợ giúp. Và bây giờ nếu như mà nga cũng chỉ cần có lời thôi, đúng không ạ? Là tất cả mọi thứ chấm dứt với lại cái sự bắt nạt của phương tây ngay. Chúng ta thấy rõ ràng không phải là bây giờ, nhưng mà bây giờ thì nó rõ. Còn từ những năm như 2015, lúc bấy giờ syri bị phương tây bắt nạt và lúc bấy giờ họ nhờ người nga và bây giờ thì người nga đã đến syri, đúng không ạ? Tuy là nó còn dài trong cái cuộc đó thôi Nhưng mà rồi sớm muộn thì chúng ta cũng thấy Là người ta giữ được cái đất Syria Giữ được cái thế trận lúc bấy giờ nó đã tan hoang Và bây giờ cứ đà này Thì chắc chắn một ngày nào đó Tất cả những thế lực của Syria Nó sẽ phải bay khỏi cái đất nước đấy hết Còn đến thời điểm này Mà chúng ta quan trọng từ những thời điểm Như là năm 2022 Đúng không ạ? Và đặc biệt bây giờ Thì chúng ta thấy trên thế giới bây giờ Nó sẽ không còn một cái nơi nào Nó có cái chuyện như vậy nữa Đúng quý vị? Tức là bất cứ một cái đất nước nào mà bị có dấu hiệu bị bắt nạt về vấn đề quân sự người ta có thể tìm đến người nga để có sự trợ giúp và tôi nghĩ rằng cái đó phía nga cũng chỉ chờ có thế thôi những chuyện đang xảy ra ở châu phi chúng ta thấy rất rõ đúng không ạ trung đông cũng như vậy nam mỹ cũng như vậy thế còn ngược lại nếu như mà bất kỳ một nước nào bị o ép cấm vận vân vân thì người ta có thể tìm đến trung quốc để giải quyết các vấn đề liên quan đến tìm kiếm sự giúp đỡ về kinh tế đúng ạ và như vậy chúng ta thấy là syri cũng thế bây giờ người ta tìm đến sự giúp đỡ của trung quốc các nước ở châu phi cũng vậy trung đông cũng vậy nam mỹ cũng vậy đúng ạ bây giờ người ta đều có được cái sự giúp đỡ của người trung quốc và người ta còn không còn sợ cấm vận nữa như vậy là chúng ta thấy một điểm là mấy chục năm rồi đất nước thế giới là chỉ chờ gọi là những kẻ săn mồi phương Tây đến rồi nằm xuống chịu trói mang về dán mỡ gián hành còn bây giờ thì không những thế nó còn quay lại nó chửi cho đúng ạ Nó bảo đến mà bắt về mặt quân sự chúng ta có thể chốt lại người Nga hoàn toàn có thể giúp đỡ để một quốc gia không bị bắt nạt về mặt kinh tế người Trung Quốc làm tương tự như khía cạnh quân sự đối với người Nga có nghĩa rằng họ hoàn toàn có thể che chở bao bọc giúp đỡ một cái đất nước bị thế giới phương Tây bắt nạt. Và quý vị thấy rằng là nếu như trước đây mà hai nước này mà nó chưa xích lại gần nhau, nó chưa trở thành một cái liên minh thì có làm được không ạ? Không làm được, đúng không ạ? Lúc bấy giờ Nga và Trung Quốc chưa xích gần nhau, chúng ta thấy rằng thế giới vẫn bị người Mỹ và phương Tây chia để trị. Nhưng bây giờ câu chuyện nó đã khác hoàn toàn rồi. Đấy, chúng ta thấy rõ ràng đấy là cái ý nghĩa mà tôi luôn nói về vấn đề thế giới đa cực. Mặc dù bây giờ thì nó vẫn còn đang trong quá trình giải quyết các cuộc xung đột, các cái vấn đề tồn động trong quá khứ. Nhưng rõ ràng từ giờ trở đi thì nó sẽ rất ít, đúng không ạ? Thậm chí người Nga sẽ tìm cách để mà loại bỏ những cái sự ảnh hưởng của người Mỹ đối với lại các dân tộc đang bị người Mỹ bắt nạt. Và người Trung Quốc cũng đi loại bỏ những cái sự bắt nạt của các dân tộc bị phương Tây và người Mỹ thao túng về vấn đề kinh tế. Sẽ có một cuộc săn đuổi ngược lại của người Nga và người Trung Quốc. Bây giờ nó đang diễn ra rồi đâu Ở châu Phi chúng ta nhìn thấy rõ. Và như vậy tôi nói rằng là chính cái combo này đúng không ạ? Cái sự kết hợp này nó hình thành lên một cái nền tảng quan trọng mà chúng ta hay nói trong những ngày gần đây, đó là thế giới đa cực. Và cái điều đó nó sẽ khiến cho thế giới của chúng ta trở thành một cái nơi nó tốt đẹp hơn. Trong suốt 300 năm cai trị của người uh, da trắng thượng đẳng đúng ạ? Từ các đế chế thì chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng thấy là nghèo đói, chết chóc, sơ xác, nạn đói, uh, diệt chủng, cướp bóc, tàn phá, bắt nạt, rồi là gọi là hủy diệt cũng như là cướp mất cái sự tự trọng của các dân tộc, tự tôn dân tộc, đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta có thế giới đa cực. Như vậy rõ ràng đấy là một cái sự mất mát lớn quá nhất, lớn nhất rồi. Có nghĩa là loài người được cái gì lớn nhất, đó chính là được cái thế giới đa cực. Thì chính là cái người Mỹ và phương Tây mất lớn nhất. Đó là họ mất cái chủ nghĩa bá quyền. Như vậy rõ ràng đó là một cái sự mất mát cực kỳ lớn. Mà chỉ có thời một cái siêu tổng thống như Joe Biden mới có thể tạo ra được mà thôi. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo chúc quý vị có một đêm thứ ba ngon giấc